Đói bụng quá. Rất vui được gặp lại mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Béo TV và mình là Choi. Từ trưa đến giờ mình đợi Dr. Nghĩa đi làm về. Đói quá rồi. Hiện tại mình đang có mặt tại số 268 đường Âu Cơ, phường 9 quận Tân Bình nha mọi người. Ở đây có một quán cơm tấm rất là ngon vừa rẻ, có thể là rẻ nhất từ trước đến giờ mình ăn. Bây giờ mình cùng vào quán để tìm hiểu nha mọi người. Let's go. Đây, chú này đang nướng sườn đây. Rồi, mình qua mình phỏng vấn bà chủ nha. Dạ, kính chào cô. À, quán của mình tên gọi là gì vậy cô nhỉ? Sài Gòn xưa, hai chú bác không cơ. Cơm tấm Sài Gòn xưa nha mọi người. À, cho con hỏi thời gian mình bán là từ lúc nào vậy cô? 4 giờ chiều con. 4 giờ. 4 giờ rưỡi chiều tới 11 giờ đi. 4 giờ rưỡi chiều tới 11 giờ rưỡi tối. Con nhớ hôm bữa nó có bán buổi sáng không cô nhỉ? Không, cô bán rồi cô. À, bây giờ cô không bán buổi sáng nữa. Dạ, ở đây mình bán gồm những cái món gì vậy cô nhỉ? Chả bì này thôi. Rồi sườn nướng, gà chiên, nướng thịt nướng, chả giò. Rồi tôm xào, thịt nấu trứng, cá chiên. Wow, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Mọi người có thể thấy những cái món này, cái topping rất là khổng lồ luôn á nha. Dạ rồi, bây giờ con sẽ order khoảng 2-3 phần đi. Nhưng mà con sẽ có bất ngờ cho cô nha. Rồi đây, đây là cái dĩa con ăn, con ăn cơm nha. Bây giờ cô lấy cho con khoảng 2 phần cơm đi. Rồi lấy cho con phần chả, phần bì, một phần sườn với gà, với lại phần này nữa nha cô. Rồi ốp la. Đó, bây giờ cô trang trí làm sao cho con cho nó hoành tráng là được rồi. Rồi, con cảm ơn. Đây, trước mặt mọi người là một dĩa cơm tấm topping siêu khổng lồ nha. À, quán có chuẩn bị cho mình nước rửa tay luôn nè. Chính chức đi ăn nha. Rồi, trước khi ăn mọi người đừng quên nhấn like cho fanpage trên Facebook của tụi mình và nhấn subscribe kênh YouTube Béo TV. Xin mời mọi người. Hiện tại tụi mình đang ở ngoài đường cho nên rất là đông nha, mọi người thông cảm nha. Giới thiệu bài là em đã kêu cái gì? Đây, nhớ quay cận cảnh nha. Có kêu một phần trứng ốp la nè, sườn nướng nè, gà, bì, chả. Ở đây có một cái điều đặc biệt là họ có bán tôm kho thịt với lại trứng cút. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 phần và một chén canh bí nha. Hai chén cơm, hai phần cơm với hai quả núi, hai phần cơm và sáu phần đồ ăn. Oh my god! Wow! Ăn thôi, ăn thôi. Chả.
chả rất là hấp dẫn nha. Chả rất là mềm. Bì heo. Bì heo ở đây nó có cái vị nó khá là lạ, mình không biết mô tả như thế nào. Ăn chung với cơm nó rất là hòa quyện. Ngày xưa đi học mà mình chỉ toàn ăn buổi sáng, mình toàn ăn cơm tấm thôi. Hỏi con này giống con xấu à. Con ớt rất là vừa ăn. Chính thức. À, giá tiền. Hồi nãy mình thấy đồ ăn nhiều quá cái mình quên luôn hỏi giá luôn. Dạ cô ơi, giá ở đây là bao nhiêu đến bao nhiêu vậy cô nhỉ? Dạ 25 đến khoảng 30 ngàn nha mọi người. Mình cảm nhận là đồ ăn rất là nhiều. Hôm bữa trước khi đến đây mình quay á, mình có ăn thử rồi. Đồ ăn nhiều hơn cơm luôn á. Trứng đồng đào nè. Rồi. Trời. Quá đã luôn. Nhìn cái lòng đỏ nè. Mùi mùi béo béo. Món yêu thích buổi sáng của mình là món cơm tấm. Chắc mình phải review nguyên một cái series cơm tấm quá. Nó hơi mặn mặn xíu. Ăn nước cơm là vừa. Rất là mềm. Những cái quán cơm tấm như thế này á, bình dân mà bán ra ngoài lề đường như thế này á, vừa ngon mà vừa rẻ. Thật sự mà đó là khó kiếm. Rất là đông mọi người. Hồi nãy ra đồ ăn có phải 400 người mới học được. Lần nào mình đi quay á là sau đó là cái quán đông luôn. Giá em rất là bình dân. Giá từ 20 đến 28. Vậy là rất là đẹp một phần cơm. Đồ chua rất là tươi. Giòn nó là bắt mắt, ăn rất là giòn.
ở đây cô có bán bún thịt nướng đó nha mọi người. Cái thịt nướng bằng xiên đó nhìn rất là hấp dẫn. Và cái miếng chả giò bự lắm nha, khổng lồ. Cô chưa có biết chuyện áp đó, cho nên mọi người nhớ cái địa chỉ 268 Âu Cơ nha, quận Tân Bình. Tối anh để ủng hộ cô nha. Ở đây đặc biệt là khó khăn. Hôm đó mình ăn là khăn gì mình không nhớ, nhưng mà hôm nay là khăn bí đỏ nè. Canh bí đỏ với nấu với thịt nạc. Ngọt lắm mọi người. Xin phép xử lý cái đường nha. A few moments later. Ủa, cái đùi gà bự quá. Không có mà. Nó đi cắt luôn nè. Thì mình có nhận xét như là hồi nãy mình nói á, đồ ăn ở đây là siêu khổng lồ, siêu to khổng lồ đi. Thế nên mình mang cái dĩa khổng lồ tới ăn là đúng bài luôn. Đồ ăn này có ướp rất là vừa ăn, thịt nướng rất là mềm. Các bạn nhớ để ủng hộ và đừng quên là nhấn like và subscribe cho kênh YouTube Béo TV của tụi mình nha. Clip của tụi mình xin được kết thúc tại đây. Nhưng mà thấy hơi hơi đói chắc kêu thêm một tô. What? Cô ơi cho con một tô A4 nữa nha cô. Rồi, xin chào mọi người nha.